Xin chào các bạn, chúng ta có rất nhiều quả bóng bay nước. Chà chà, rất là đẹp tuyệt vời. Bây giờ chúng ta thử xem quả bóng bay nước này có khỏe không nha. Chúng ta sẽ tung lên trời và cho nó rơi xuống đất xem nó nổ không nha. Nào, đầu tiên là quả bóng bay màu hồng trước nha. Màu hồng nhỏ xíu này trước này. Nào, 2, 3 3 rơi nè, 2, 3 rơi nha. 1, 2. Rơi từ từ này. 1, 2, 3. Chưa rơi. Nào, 2, 3. Nổ rồi. Quả thứ 2 có bóng màu xanh. Xem nổ nha. Chưa nổ. Chưa nổ. Chưa nổ, chưa nổ. Đây, nổ. Nào con thả cho nó nổ đi. Thả đất cho nó nổ. Tí bóng bóng bay vỡ rồi. Nào bóng nữa nào. Ui, chết. Nổ rồi này. Nó ướt áo rồi này. Trời. Ướt áo bây giờ này. Ướt hết thôi, ướt hết áo rồi. Chíu. Nào, bóp quả nữa. Bắn tất là mặt rồi. Không tung nữa mà cho một tí bóp nha. Nào, 2, 3. Quả cuối cùng. Thế nào. Ui, chết. Hết rồi.